Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy ông Gioan rao giảng rằng: có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilee đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên người. Lại có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta mừng kính lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, cũng là kết thúc mùa Giáng sinh để bước vào mùa thường niên. Với mùa Giáng sinh thì chúng ta được mời gọi đó là trong tâm tình hân hoan vui mừng cảm ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đến làm người, Ngài là đấng Emmanuel, Ngài đứng ở giữa chúng ta. Và trong mùa thường niên này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm tình yêu của chính Thiên Chúa. Ngài sẽ thực hiện những dấu lạ, những điềm thiên. Ngài sẽ diệt trừ tất cả những ma quỷ. Ngài đến, Ngài cứu giúp con người. Ngài đến, Ngài ban cho con người lời sự sống của Ngài. Và Ngài đến, Ngài kêu gọi con người hãy trở thành môn đệ của Ngài. Và với ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, tôi mời gọi anh chị em suy nghĩ một điều đơn giản duy nhất. Đó là khi Chúa Giêsu được ông Gioan làm phép rửa tại sông Giô-đan, khi mà Ngài vừa lên khỏi nước thì Thánh Marco thuật lại đó là người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên người, và có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Tôi mời anh chị em suy nghĩ cái hành động Chúa Giêsu Ngài cúi xuống, Ngài đón nhận phép rửa của ông Gioan. Chúng ta nên nhớ phép rửa của ông Gioan là phép rửa để cho dân được sám hối. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đâu có tội gì đâu, nhưng mà tại sao Ngài lại phải, Ngài muốn đón nhận cái phép rửa của ông Gioan? Ngài đâu có tội gì đâu, Ngài phải sám hối. Thế nhưng qua cái hành vi Ngài cúi xuống để đón nhận phép rửa của ông Gioan cho thấy được hình ảnh của vị Thiên Chúa hạ mình xuống, cúi mình xuống trên cái thân phận tội lỗi con người. Theo như cái ngôn ngữ của Thánh Phaolô diễn tả là Ngài Chúa Giêsu Ngài biến mình thành sự tội, Ngài mang lấy hết tội cho trần gian, Ngài gánh lấy tội của trần gian này vào trong con người của mình. Đó là sự hạ mình, sự cúi mình xuống trên cái thân phận con người chúng ta. Vậy thì khi mà Ngài cúi xuống, Ngài hạ mình xuống trên thân phận con người chúng ta, và khi Ngài ngước lên, Ngài liền thấy các tầng trời mở ra, thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống. Khi Ngài cúi hạ mình xuống trên thân phận con người chúng ta, cũng đồng thời là Ngài nâng con người chúng ta lên, Ngài tái tạo con người chúng ta trong chính thần khí của Ngài, trong chính tình yêu của chính Thiên Chúa Cha, một cuộc tạo dựng mới, một cuộc tái tạo mới trong chính bản thân của Chúa Giêsu, và Ngài sẽ thực hiện điều đó nơi mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được mời gọi trong lễ chịu Chúa Giêsu chịu phép rửa,
Một điều duy nhất tôi muốn chị em cùng suy nghĩ đó là hành vi, hành động cúi mình xuống, hạ mình xuống của Chúa Giêsu trong chính cái thân phận Ngài muốn chia sẻ với con người chúng ta, cũng là mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta mình có cúi xuống, khiêm tốn, hạ mình xuống để mình phục vụ nhau, mình chia sẻ với nhau. Hay là nhiều khi chúng ta bị cám dỗ là chúng ta hay tự nâng mình lên, nhưng mà chúng ta lại quên đi một bài học đầu tiên mà Chúa Giêsu dạy mỗi người chúng ta, đó hành vi cúi mình xuống trên anh chị em của mình, để nâng anh chị em mình lên. Không phải nâng mình lên, nhưng mà nâng chị em mình lên. Xin Chúa Giêsu ban cho mỗi người chúng ta có con tim như Ngài, để chúng ta cũng sống được như Ngài. Amen.